Chiều 8 tháng 10, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết tại địa phương vừa xảy ra vụ một tiếng nổ lớn trong đêm, hiện trường để lại vết máu và nhiều mảnh kim loại. Theo đó, khoảng 22 giờ tối 7 tháng 10, người dân thôn Đại Vườn, xã Sơn Phú bàng hoàng nghe một tiếng nổ lớn, nghi là lựu đạn phát ra gần một khách sạn trên địa bàn. Nhiều mảnh kim loại bay vào nhà dân, găm vào ô tô, tại hiện trường còn có vết máu, rất may không có người dân nào bị thương. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Phú, ít nhất một người liên quan đến vụ nổ này bị thương phải nhập viện cấp cứu. Nguồn tin bước đầu cho biết vụ nổ xuất phát từ việc hai nhóm người có xích mích dẫn đến giải quyết mâu thuẫn. Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra vụ việc, có 7 người được triệu tập để lấy lời khai.